Xin chào, lại là Trường và Mark One đây. Có vẻ như là viewer kênh mình đang rất là thích xem những cái nội dung về mẹo sử dụng MacBook. Có vẻ như là càng ngày càng nhiều những người bắt đầu sử dụng MacBook và muốn tìm hiểu làm thế nào để có thể sử dụng một chiếc MacBook tối ưu nhất cho công việc của họ và sử dụng thuận tiện nhất để xứng đáng với cả cái số tiền mà mình bỏ ra. Vì vậy, đây sẽ là phần 4 hướng dẫn sử dụng MacBook cho người mới bắt đầu. Và vào ngay với video này để xem những mẹo nào phù hợp cho các bạn nhé. Giao diện này, icon này, hay là các phím tắt này, các cái phần này đều có ở trong 3 phần trước mà bọn mình đã có giới thiệu để cho các bạn rồi. Và đến với phần thứ tư này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái mà đa phần mọi người đều đang rất là thắc mắc và cảm thấy rất lung túng, đó là về việc sắp xếp file. Sắp xếp file ở trên cái MacBook này trông nó cứ làm sao á, đúng không? Tìm mãi không thấy đâu, mà mình lưu vào rồi mình cũng chả biết nó ở đâu cả, bởi vì trông nó lạ hoắc à. Thì bây giờ sẽ là cái cách để cho chúng ta có thể tối ưu được các cái dữ liệu chúng ta đã lưu vào máy và sắp xếp chúng đúng với nhu cầu để sử dụng cho tốt nhất nhá. Mẹo đầu tiên. Ok, sau khi chúng ta đổi được ngôn ngữ xong rồi thì cái phần mà chúng ta lưu trữ rất nhiều file và rất là quan trọng ở trong máy chắc chắn rồi, Finder. Bấm vào đây nhá. Khi mà chúng ta làm việc với cái Finder, mặc định nó sẽ hiện ra rất là nhiều thứ như thế này và chúng ta có thể khá là bối rối trong cái việc mà chúng ta sắp xếp file, lựa chọn file và sử dụng nó. Thì bây giờ chúng ta hãy tùy chỉnh cái thanh công cụ ở bên trên này làm sao chúng ta có thể dễ nhìn nhất và dễ tiếp cận nhất trong các cái file của chúng ta. Bấm vào chuột phải, sau đó bấm vào bên dưới chọn vào tùy chỉnh thanh công cụ này nhá. Ok, ở đây sẽ hiện ra rất nhiều các cái icon cùng với cả các cái dòng chữ ở dưới để hướng dẫn chúng ta luôn. Thì có thể thêm lên đây, ví dụ như là xóa file này, chúng ta airdrop này, hoặc là thêm gì nhỉ, thư mục mới đi. Thư mục mới nhiều khi đã quên mất thêm như thế nào. Ok, bấm vào đây. Rất nhiều cái đã hiện lên ở bên trên này rồi và chúng ta bấm vào sau. Như vậy thì khi mà chúng ta bắt đầu lựa chọn các cái file ấy, hoặc là chúng ta tùy chỉnh cái file đó thì nó sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ chọn vào cái file này, xóa, rất nhanh. Hoặc là cái này chẳng hạn mình muốn airdrop nó đi thì có thể bấm vào ngay lập tức luôn, mình cũng không phải tìm, cũng không phải thao tác nhiều. Bình thường chúng ta sẽ phải chuột phải vào bắt đầu tìm xem nó ở đâu, chia sẻ rồi bắt đầu mới tìm vào airdrop, rất là lâu. Thì bây giờ chúng ta để bên trên này nó nhanh hơn nhiều, hoặc là tạo thêm thư mục mới, chúng ta có thể bấm vào bên trên này nhá. Ok, nếu như mà mọi người vẫn chưa quen được hẳn đối với cả các cái giao diện này, nhìn icon này vẫn đang chả hiểu là cái gì cả, thì vẫn thao tác như thế nhá, chuột phải. Ở đây sẽ có 3 phần để chọn, một là chỉ vào chữ thôi, đấy, chỉ vào chữ sẽ như thế này. Hoặc là cả chữ và biểu tượng, cả chữ và icon, nó xuất hiện cả icon và chữ ở đây luôn thì chúng ta nhìn nó rất là dễ luôn. Có cả phím trở lại, tiến rồi airdrop. Đến mức này rồi mà còn không biết nó ở đâu nữa thì comment xuống bên dưới để mình chỉ nó nhá. Rồi, cái phần trên thanh ngang này đã xong rồi nhá. Bây giờ đến với cả cái thanh dọc này. Thanh dọc này nhiều khi nó hiện lên những cái mà mình chả cần thiết đến mà cũng không dùng thì tắt đi cho nó dễ nhìn, đúng không? Đúng. Vậy thì tắt như thế nào? Chúng ta sẽ dùng tổ hợp phím là command phẩy. Ok, sau khi bấm nó sẽ hiện lên cái cài đặt của Finder này. Rất nhiều các cài đặt ở đây. Chúng ta sẽ chọn vào cái thanh bên. Sau đó tắt những cái mà chúng ta không cần đi, ví dụ như mục gần đây này, cái drop này, hay là phim hay là nhạc hay là ảnh. Đó, tắt những cái mà chúng ta không cần đi. Đấy, như vậy thôi. Hoặc là ví dụ mà các bạn không dùng cái thẻ xanh đỏ tím vàng này cũng có thể tắt nó đi luôn, nhìn cho nó gọn nhá. Tắt. Đó, bây giờ trông sẽ rất là ok rồi. Nó gọn gàng hơn rất là nhiều và chúng ta có thể thao tác ở bên này nó nhẹ nhàng hơn. Ok. Điều tương tự chúng ta cũng có thể làm với cả Safari. Safari cũng có những cái thanh menu ở bên trên như thế này và chúng ta cũng có thể tùy chỉnh theo menu y hệt như là ở bên ngoài luôn nhá. Cũng bấm chuột phải vào cái thanh tùy chỉnh công cụ này và lựa chọn thêm các cái tùy chọn nữa để chúng ta có thể là dễ dàng kiểm soát được cái file của chúng ta nhá. Đấy, như mình để này là khá là nhiều rồi. Có vẻ là đầy đủ rồi đấy. Rồi, từ đó thì chúng ta có thể lựa chọn ngay. Ví dụ như bấm vào cái nhà này sẽ ra thẳng cái trang chủ của Apple luôn chẳng hạn này. Hoặc là tạo thêm tab mới này mà ngoài cái việc bấm Command T ra thì có thể bấm vào đây luôn. Đấy, rất nhiều các cái tùy chọn. Cái này mọi người có thể tùy chỉnh thêm để tiện lợi hơn trong việc làm việc nhá. Rồi, đấy là phần dữ liệu ở bên trong cái Finder này. Bây giờ bình thường chúng ta sẽ còn làm việc với màn hình ngoài này rất là nhiều file. Bây giờ mình sẽ copy thử ra một vài file ra màn hình nền nhá, để cho trông nó lộn xộn hơn đi. 5 minutes later. Ok, tiếp theo, với cả những cái file nào mà mọi người muốn để ra ngoài màn hình chính ấy,
thì có thể là sắp xếp những cái loại file cùng một loại với nhau thì sẽ dễ tìm hơn. Ví dụ như tất cả các cái file ở đây mình đang để, nó đang là cái file về kịch bản của các cái video trước. Thì bây giờ mình muốn sắp xếp tất cả dồn vào một cục ở đây thôi. Bao giờ mình bấm thì nó mới hiện ra. Chúng ta bấm vào đây, chọn vào phần sử dụng ngăn xếp. Đó, bây giờ nó sẽ dồn hết vào đây rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần màn hình ngoài. Phần màn hình ngoài này thì chúng ta sẽ tiếp xúc rất là nhiều. Và những cái file nó tải về thì thường cũng hay xuất hiện ở trên màn hình này. Và trông nó rất là khó chịu vì nó bừa bộn như thế này mà. Thì bây giờ làm thế nào để cho nó không xuất hiện nữa đi. Đầu tiên là không xuất hiện nữa. Thì chúng ta sẽ chọn đầu tiên chúng ta chọn vào Finder trước đi. Chọn vào đây. Sau đó copy toàn bộ các cái file này. Đó, lựa chọn. Sau đó kéo nó vào trong phần tải về chẳng hạn. Vào một nơi bất kỳ mà chúng ta muốn cất nó đi. Đó, sau khi kéo xong thì toàn bộ file sẽ bị mất luôn. Và nó sẽ vào trong phần tải về này. Màn hình của chúng ta sẽ gọn gàng hơn rất là nhiều. Ok, tiếp theo. Nếu như mọi người vẫn muốn để nó ở bên ngoài màn hình này, nhưng mà trông nó gọn gàng hơn đi, thì hãy bấm vào một cái khoảng trống nào đó trên màn hình bằng chuột phải nhá. Sau đó hãy chọn vào phần sắp xếp theo. Bất kỳ cái cách sắp xếp mà chúng ta muốn. Ví dụ như là sắp xếp theo tên nó sẽ đi từ A đến Z, hoặc là theo loại, rồi rất nhiều các tùy chọn ở đây. Nhưng mình thì sẽ chọn theo tên thôi là được rồi. Đó, sau khi lựa chọn xong thì bây giờ nó sẽ xếp hết vào đây. Gọn gàng hơn rất là nhiều đúng không? Ngoài ra nữa, nếu mà mọi người cảm thấy rằng cái icon này nó đang to và nó đang bé quá thì chúng ta chỉnh làm sao nhỉ? Vẫn là chuột phải vào một khoảng không vô định nào đó nhá. Sau đó bấm vào cái phần hiển thị tùy chọn xem. Ở đây chúng ta sẽ có các cái bảng tùy chỉnh về cái kích cỡ cũng như là cái cách và khoảng cách ở giữa các cái file này. Mình sẽ chỉnh cái kích cỡ trước nhá. Đó, chỉnh bé đi rất nhiều hoặc là to lên. Lại bé đi. Đấy, tùy vào cái cách mọi người muốn hiển thị như thế nào thì có thể điều chỉnh ở trên cái thanh này. Ngoài ra nữa thì cái khoảng cách giữa các cái file này chúng ta cũng có thể điều chỉnh được bằng cách đó, bấm vào đây và di chuyển thôi, tùy theo mọi người nhá. Cái chữ ở bên dưới này thì sao? Chữ ở bên dưới này trông thì cũng cái to cái bé trông cũng không hợp lý lắm. Ví dụ bây giờ mình muốn chỉnh nó to hơn thì sao nhỉ? Đây, to hơn rất nhiều rồi. Hoặc là bé đi, bé hẳn như thế này thì nó lại gọn gàng hơn. Rồi, đây là cái cách hướng dẫn của mình để cho mọi người có thể là sắp xếp được cái file trông nó gọn gàng nhá. Còn tùy vào cái độ lớn, độ nhỏ như thế nào thì mọi người có thể tùy chỉnh theo. Rồi, ngoài cái màn hình này ra thì chúng ta sẽ đến với cả cái thanh menu. Thanh menu là thanh nào? Đó là cái thanh ở bên trên này. Thanh ở bên trên này thì lúc ban đầu chúng ta bắt đầu sử dụng ấy, nó không có quá nhiều các cái icon mà dễ dàng có thể tìm kiếm được. Ở trên Windows bình thường mọi người có thể thấy được ngay cái phần wifi ở đâu, thấy được ngay cái bluetooth ở đâu mà không cần phải tìm kiếm. Thì ở trên Mac họ đã tối ưu cho chúng ta vào cái phần trung tâm điều khiển này rồi. Tuy nhiên nhưng mà mọi người nếu mà muốn nó dễ dàng tìm kiếm hơn thì cũng có thể kéo cái icon này lên thanh menu. Và như thế từ đó chúng ta sẽ dễ dàng để tìm hơn mà không cần phải bấm vào kia nữa. Đấy, bây giờ trông nó đầy đủ, nó gọn, nó nhiều thứ hơn để ra lựa chọn rồi, dễ dàng để tìm hơn. Chẳng may mà ví dụ mà chúng ta đã copy ra như thế này rồi nhưng mà bây giờ chúng ta không cần nó nữa, hoặc là trông nó quá nhiều biểu tượng ở trên này, thì cũng có thể lựa chọn vào comma, sau đó kéo cái biểu tượng xuống dưới. Bao giờ nó hiện dấu x như thế này thì thả tay ra. Thế là được. Ok, ngoài cái việc mà chúng ta setup cái phần màn hình này ra thì mọi người có thường hay gặp phải cái tình trạng mà khi mà chúng ta chọn một cái video sẽ hay vào cái phần quick view. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào phần bên trên này, chọn vào phần lấy thông tin. Sau đó sẽ mở ra một cái cửa sổ như thế này. Chúng ta kéo xuống bên dưới và chọn vào cái phần mở bảng. Nó sẽ hiện lên ở đây các cái app để chúng ta có thể lựa chọn. Đây, bình thường nó sẽ mở bằng QuickTime Player, nhưng mà chúng ta có thể lựa chọn bằng Premiere Pro, After Effects hay là bằng các cái ứng dụng mà có thể đọc được file của chúng ta. Mình sẽ thường hay dùng VLC thôi, chọn VLC nhá. Sau đó sẽ bấm vào thay đổi cho tất cả. Máy sẽ hỏi chúng ta là có chắc chắn là sử dụng tất cả các cái video mở lên bằng VLC hay không, và bấm vào tiếp tục. Rồi, như thế thì chúng ta có thể lựa chọn thêm một cái video khác cũng sẽ mở một phát là nó sẽ nhảy vào VLC luôn, mà không phải là mở bằng Quick View đâu nhé. Ok, đã có khá nhiều mẹo ở trong video này rồi, có lẽ chúng ta nên tạm dừng video ở đây. Nếu bạn thấy các cái mẹo này hay, hãy để lại ý kiến bên dưới và comment và để lại một nút like nhé. Còn ngoài ra, nếu như bạn đang còn lung túng trong bất kỳ khâu nào mà chúng ta sử dụng máy thì cũng đừng ngần ngại chia sẻ dưới phần comment, mình sẽ cố gắng để trả lời hết các comment của các bạn. Ngoài ra, nếu như các cái nội dung nào mà được nhiều người
cùng hỏi thì mình sẽ lại lên một video nữa để hướng dẫn trong một cái video sau, cũng khá là ok đúng không? Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Bác Quan. Cùng với đó, đừng bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào ở trên YouTube, YouTube Shop và TikTok nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.